với cặp mắt khinh thường. Cho nên phê bình xây dựng là cần cho người khác biết rằng họ ở trong tình trạng sai lạc với con đường của Chúa, cần phải thức tỉnh và sửa sang. Đó là phần của mỗi người, của từng người. Chứ còn chính việc lên án, kết án là phần của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Kiều nói, tôi gục ông này và kia cho đến chết thì không thể có được. Hay là những lúc trong những giai đoạn cuối của cuộc đời, mình cũng còn chưa tha thứ, vẫn còn xét đoán anh chị em. Chúa nói rõ rồi, oán phạt thuộc về ta sẽ báo trả, như trong lời của Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Roma. Cho nên một người mà lúc nào cũng chỉ nhìn thấy tội lỗi của người khác là sai, còn mình mới là đúng, thì đó là người mà Chúa đang lên án. Khi chúng ta có một thành kiến với ai, thì chúng ta sẽ mắc phải những này. Dù người đó tốt đến đâu đi nữa, thì bất cứ điều gì người đó nói và người đó làm đối với ta đều là sai hết. Còn câu Chúa nói, đừng lên án, các ngươi sẽ không bị lên án. Câu này không có nghĩa là nếu chúng ta không bao giờ lên án ta, thì Chúa không lên án ta. Rồi chúng ta tội lỗi tràn bờ, nhưng thường không phải như thế. Tội ai là một người đó chịu, có tội và ăn năn trước đã. Câu này chỉ muốn nói với chúng ta là nếu chúng ta không muốn người khác khắt khe với chúng ta, thì trước hết chúng ta đừng đối xử với họ như vậy. Chúa còn phán thêm, người sẽ lấy đấu đàn đã giảm đã mắc và ban cho anh mình. Anh chị em muốn sống mà lúc nào cũng bị người khác dòm ngó với mắt từng hành vi, từng cử chỉ không? Chắc hẳn chúng ta không ai muốn cả. Vậy thì đừng làm cho người ta cái mà mình không ưa thích. Chúa nhắc chúng ta, cái đàn trong mắt chúng ta còn cái rác nơi mắt anh chị em mình. Chúa sinh ra chúng ta mỗi người một vẻ để chúng ta cùng lòng nhau, sửa chữa cho nhau, chứ không phải để hại nhau. Từ lúc bà anh chị em, trong buổi chay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cùng với giáo hội đang thôi thúc chúng ta sống buổi chay này thật ý nghĩa và thánh thiện, và cũng để chuẩn bị cho cuộc đời của chúng ta ra trước tòa án của Thiên Chúa. Chiều hôm nay, lúc này, chúng ta bên bà Anna, người thân yêu của chúng ta trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ. Bà Anna là một người mẹ, một người bà tuyệt vời, bởi bà đã sống hết tình với gia đình, với con cháu. Bà đã tận tạo kiếm từng đồng tiền để nuôi sống gia đình. Bà đã dạy dỗ, hướng dẫn cho từng người con, dù đi xa hay ở nhà. Bà đều quan tâm để ý từng bước đi, từng nhịp sống của những người con, người chồng. Bà cũng phê bình, xây dựng và kiến tạo gia đình nên tốt hơn mỗi ngày. Bởi thế, bà đã động viên cách nào đó cho những người con, trong cả thành 8 người con, tham gia các sinh hoạt chung của giáo xứ, phục vụ giới, phục vụ hàng khu, phục vụ ca toàn, phục vụ ban truyền thông, phục vụ và quảng đài đóng góp công của tích cực vào sinh hoạt chung của giáo xứ và đoàn thể. Tất cả những hình ảnh ấy ở nơi gia đình, bà đã có tầm ảnh hưởng đến những người con, người chồng, và cũng đã nêu gương trước cho những người con, người chồng biết xả thân cho người xung quanh. Đối với bạn bè đối xóm, bà đã quan tâm đến những người bà đã từng tiếp xúc hay mới nghe biết. Khi còn trên giường mình, mặc dù bà đã được bác sĩ chăm sóc, nhưng bà cũng gửi lời thăm hỏi đến những người mình liên quan đến bà, mặc dù những người đó đang còn ở nhà. Hình ảnh này thật đẹp, nói lên việc bà sống vì tha nhân nhiều. Bà không than trách hay phê phán ai, nhưng cứ âm thầm cầu nguyện và sống vui hiện tại. Hình ảnh người thân yêu của chúng ta từ chỗ gọi về, chắc hẳn
Tôi đã thấy công trạng của bà lập đường nơi sinh thế này không chỉ là những điểm vừa nêu lên, còn biết bao nhiêu những âm thầm khác bà đã từng ngày tích lũy cho mình. Bà đã tích chữ kho tàng trên trời khi còn sống lữ hành trên thế, và giờ Chúa cho bà được những tài sản vô giá đó. Vậy thì còn chúng ta thì sao? Thưa quý bà anh chị em, những người đang sống, chúng ta hãy sống nhân từ để Chúa đói thương. Chúng ta đừng phê phán hay xét đoán anh chị em mình. Nếu có xét đoán thì xét đoán trong xây dựng, để ngày sau chúng ta không bị Thiên Chúa kết án. Chúng ta hãy bỏ đại thì khi bắt án, vì lúc này là cơ hội để chúng ta tích trữ kho tàng trên trời, hầu mai sau chúng ta được hưởng. Người xin Chúa thương đến người chị em của chúng ta đây, và cũng thương đến từng người chúng ta, và để mỗi người chúng ta cũng biết ăn năn sám hối, cũng biết sửa lại bản thân, cũng biết cầu nguyện, thực thi các ái ăn chay hám mình. Điều đó là điều cơ bản để mỗi người chúng ta có một mùa chay ý nghĩa và đầy ân sủng của Thiên Chúa. Người xin Chúa giúp mỗi người chúng ta thực hiện những điều ấy, để chúng ta hân hoan vui mừng trở thành con Chúa phục sinh mà chúng ta sắp kỷ niệm, đồng thời chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc nước trời khi chúng ta được sống lại với Đức Giêsu, con Thiên Chúa phục sinh.